ta cùng chơi tranh cát là chú nay con nha các bạn. Tức là mình sẽ tô cái phần màu đen trước nha. Mình sẽ tháo cái phần màu đen viền này ra. Vừa hoàn thành xong chú nai con nha, chú nai rất là đẹp nha các bạn. Nếu các bạn thấy tranh cát của mình làm đẹp thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ để cho bạn Mon và mẹ bạn Mon ra thêm được nhiều video nữa cho các bạn xem nha.